Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bandar Seri Begawan, Vương quốc Brunei, Darussalam, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42 đã bế mạc, hoàn thành chương trình nghị sự đề ra sau 3 ngày làm việc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự phiên họp tại điểm cầu Hà Nội. Tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 Đại hội đồng IPA 42 đã thông qua các báo cáo của Hội nghị nữ nghị sĩ IPA, các ủy ban chính trị, ủy ban kinh tế, ủy ban xã hội và ủy ban tổ chức và ký thông qua thông cáo chung. Thông cáo chung nêu rõ, chủ đề phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025 của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN không chỉ bao quát, thúc đẩy và tạo điều kiện cho kỹ thuật số bao trùm để tiếp tục phát triển hợp tác nghị viện trong bối cảnh đại dịch, nhấn mạnh vai trò của các nghị sĩ trong việc hỗ trợ tầm nhìn ASEAN năm 2025 hướng tới một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Các nghị quyết được thông qua tại IPA 42 sẽ tạo ra những phương pháp mới để IPA và ASEAN có thể hợp tác để ứng phó với những thách thức ở khu vực và toàn cầu. Thông cáo chung cũng nhấn mạnh lại các hoạt động chính của Đại hội đồng cũng như những ý kiến đóng góp của các đoàn đại biểu trong suốt thời gian diễn ra IPA 42. Trong mọi ý kiến đóng góp của mình, đoàn Việt Nam luôn thể hiện nhất quán quan điểm cần đề cao, củng cố vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ các rào cản thông qua khuôn khổ pháp lý phù hợp, thúc đẩy việc xây dựng nền kinh tế số và xã hội số. Việt Nam cũng kêu gọi tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là trong việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và phân phối bình đẳng vaccine, thuốc điều trị và trang thiết bị nhằm ứng phó với COVID-19. Nhân dịp này, Đại hội đồng đã trao giải thưởng cống hiến xuất sắc IPA cho ông Kitis Sebabindis Chimsiap, đoàn Campuchia và ông Fadizon, đoàn Indonesia. Phát biểu bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, Ngài Pehin Abdul Rahman Taib, Chủ tịch IPA 42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam nêu rõ, Đại hội đồng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện, đặc biệt là những cam kết của IPA trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN để tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung cho khu vực. Đại hội đồng IPA 43 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2022.